Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại kênh Đạo sĩ Tử Thông. Lời đầu tiên, thay mặt ban biên tập chương trình, xin kính chúc quý vị luôn gặp vạn sự lành, tấn tài, tấn lộc, tấn bình an. Quý vị thân mến, trong thời gian vừa qua, sau khi làm cái series về chọn tuổi sông nhà, thì Tử Thông cũng nhận được rất nhiều câu hỏi. Đó. Và hôm nay, Tử Thông sẽ chia sẻ cùng quý vị và một câu hỏi của một bác tên là Tấn Dũng Đào. Và Tử Thông nghĩ đây cũng là một cái câu hỏi của rất nhiều người khi mà muốn chọn cho mình một cái tuổi tốt lành, may mắn để chọn làm cái tuổi sông nhà, giúp cho năm mới được bình an, may mắn và tài lộc dồi dào. Thì câu hỏi của bác Tấn Dũng Đào, hay là Đào Tấn Dũng gì đấy, bác có hỏi như sau. Xin chào đạo sĩ Tử Thông, tôi sinh năm 1959, tuổi Kỷ Hợi. Nhà tôi có hai đứa cháu trai, một đứa sinh năm Canh Dần 2010 và một đứa là năm Sắp Ngọ 2014. Đây tôi ghi vào đây cho các bác nhé. Là 2010, 2010 và 2014. Đó. Và bác ấy là tuổi Kỷ Hợi là 1959. Đó, thì chọn được hai tuổi này không? Đấy. Thì bác có bảo là gì? Tết này tôi nhờ hai đứa chúng nó xông nhà được không? Tôi xin hỏi thầy, hai tuổi này xông nhà có tốt không? Đấy. Tuổi Ngọ và tuổi Dần xông nhà cho những tuổi nào thì hợp? Đạo sĩ hãy giải thích cho tôi yên tâm với. Cảm ơn đạo sĩ. Thưa quý vị, thì nhận thấy đây cũng là một cái câu hỏi của rất nhiều người. Đúng không? Nhiều người thì không chọn được ba cái tuổi tốt và lại muốn thì chọn những cái tuổi khác. Để gì? Để giúp cho một năm nó được may mắn và hành thông. Thưa quý vị, không phải là chọn tuổi tốt mà ai cũng chọn đâu. Không phải ai chọn được. Tại vì có người quen biết, có người thì không đó. Có người thì không. Vậy nên là gì? Khi chúng ta chọn ra một cái tuổi mà được những người trong nhà mình thì cũng là một cái tốt. Quý vị thân mến, nói chung ấy, cái việc chọn tuổi nào xông nhà, đây, tuổi dần và tuổi ngọ xông nhà hợp với những tuổi nào, thì trong chương trình ngày hôm nay, Tử Thông sẽ chia sẻ cùng quý vị và các bạn được rõ về hai tuổi này xông nhà có tốt không. Đấy. Thì đầu tiên chúng ta cùng bước vào tìm hiểu về cái hai tuổi này xông nhà có tốt không đã. Thì sau đó nội dung tiếp theo là chúng ta sẽ chọn là gì, tuổi dần và tuổi ngọ thì xông nhà tốt nhất với tuổi nào. Đó. Quý vị thân mến, năm mới là một cái hành trình mới bắt đầu. Nó đánh dấu một cái bước khởi đầu mới và kết thúc, chấm dứt cái năm cũ. Đó. Vì thế, bất cứ ai khi mà khởi đầu một cái năm mới á, cũng muốn có một cái sự khởi đầu tốt đẹp và mang lại cái may mắn. Bởi theo họ ấy, thì cái sự tốt đẹp đó sẽ mang đến ngàn hoa, mang đến cái sự an yên, mang đến cái sự thắng lợi, hạnh phúc, sung túc cho cả năm. Cho nên ấy, hàng năm cứ vào cái ngày mùng 1 Tết hoặc là vào dịp cuối năm ấy, thì tất cả mọi người đều tìm và lựa chọn cho mình một cái tuổi xông đất, xông nhà, hợp mệnh, hợp tuổi. Thưa quý vị, theo các thầy phong thủy, xông đất là một cái phong tục, là một cái tục lệ tốt đẹp, đẹp đẽ của dân tộc ta. Nó đã xuất hiện từ hàng ngàn đời nay. Và người xông đất, xông nhà ấy, chính là người khách đầu tiên, quý vị nhớ nhé, là người đầu tiên bước chân vào trong nhà, đi đến nhà chơi sau cái thời khắc giao thừa. Dù là người lớn, trẻ nhỏ thì tất cả mọi người, dù là ai ấy, cùng với những cái lời chúc tốt đẹp cũng đã là gì? Đến xông đất rồi, cũng đã là đạp đất cho gia chủ. Kể cả những gia chủ hay là những người trong nhà mà đi đâu đó về, khi bước chân vào nhà đầu tiên thì trong cái thời khắc sau giao thừa ấy, thì cũng được coi là tự xông đất cho nhà mình. Cái người này cũng có thể ảnh hưởng lớn đến cái vận may của gia chủ trong suốt cả một năm đó. Đó. Theo quan niệm của dân gian ấy, thì người được mời tới xông đất phải hợp tuổi. Xét căn cứ hợp tuổi ấy, thì chúng ta phải xét trên các phương diện là gì? Mệnh, thiên can và địa chi. Mà tôi vẫn chia sẻ cùng quý vị trong cái bài ca quyết đúng không ạ? Gọi là gì? Chi hợp tuyến niên, can hợp mệnh, tài quan ấn phúc, nhập nội đường, thiên tăng tuyến nguyệt, nhân tăng thọ, xuân mãn cản khôn, phúc mãn môn. Đó. Tức là người đến xông nhà phải hợp mệnh này, đó, hợp tuổi này, đó, thiên can địa chi phải tương hợp với gia chủ và tương hợp với lại cái năm xông đất, tức là năm 2024, năm Giáp Thìn. Tránh chọn những tuổi khắc, xung khắc,
vì họ sẽ mang đến những cái điều xui xẻo cho cả gia đình. Và trong năm 2024, năm Giáp Thìn, thì ngoài những con giáp mà xui xẻo ra ấy, thì chúng ta cũng sẽ có những con giáp cực kỳ may mắn. Đúng không ạ? Ba con giáp may mắn nhất đó là tuổi gì? Thân này, hai là tuổi Dậu này, đúng không ạ? Và ba là tuổi Tý. Và có năm con giáp bị xung với lưu niên, nên là chúng ta cũng sẽ không chọn. Năm con giáp bị xung với lưu niên đó là những người tuổi nào? Đúng không ạ? Thì đầu tiên là tuổi gì? Tuổi Thìn là Phạm Thái Tuế. Tuổi Mão là Hại Thái Tuế. Tuổi Mùi là Hình Thái Tuế. Và tuổi Sửu là Phá Thái Tuế. Và xấu nhất là những người tuổi Tuất là bị xung Thái Tuế. Đó, đó là năm con giáp bị Phạm Thái Tuế. Thì để hóa giải cái hạn Thái Tuế thì đầu năm quý vị hãy luôn nhớ mang theo bên mình một cái kim bài Thái Tuế để hóa giải cái hạn Thái Tuế của năm, giúp cho có một năm bình an, may mắn, tài lộc dồi dào, đúng không ạ? Các cụ nói là gì? Thái Tuế đương đổ tọa, vô hỷ ắt hiểu họa. Tức là cái vận hạn, cái tai ương nó có thể đến bất cứ lúc nào mà chúng ta không thể lường trước được. Vì vậy đối với những người tuổi Thìn, Tuất, Sửu, Mùi và tuổi Mão là những tuổi bị phạm Thái Tuế, vậy nên quý vị hãy luôn nhớ mang theo cái kim bài Thái Tuế để nghênh đón Thái Tuế, để được ngài che chở giúp đỡ, giúp cho một năm bình an may mắn, và để hóa giải cái hạn Thái Tuế của năm 2024 nhé. Đó. Quý vị liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 9119 để thỉnh cái kim bài Thái Tuế mang lại cái vận may tài lộc trong năm 2024 năm Giáp Thìn cho những con giáp bị phạm Thái Tuế này. Đó. Thì một số người có hỏi là những con khác giáp khác thì có cần phải sử dụng kim bài Thái Tuế không? Thực ra ấy, quý vị thấy nhá, cái lễ cúng giao thừa đầu năm ấy thì bao giờ chúng ta cũng gì có một cái mâm cúng để nghênh đón Thái Tuế. Đó. Và câu đầu tiên chúng ta khấn lúc bao giờ cũng là gì? Con lại ngài đương niên Thái Tuế, đương niên đương cai Thái Tuế, chí đức tôn thần. Đó, thì chính là ngài. Và tất cả chúng ta ai ai cũng nên mang theo bên mình một cái kim bài Thái Tuế. Nhưng đặc biệt ấy, những tuổi phạm thì hãy gì? Nó lại cần thiết hơn. Đó. Thưa quý vị, cái kim bài Thái Tuế này quý vị có thể để trong túi nhá, trong ví nhá, hoặc là để sau cái ốp điện thoại ấy. Đây, quý vị sử dụng cái ốp điện thoại, quý vị cho vào sau này, cho vào sau ốp điện thoại này thì nó cũng sẽ rất là tiện, và chúng ta mang theo, luôn mang theo bên mình để được Thái Tuế tương trợ giúp đỡ. Vậy thì bây giờ chúng ta cùng xét về hai tuổi Ngọ và tuổi Dần, đúng không? Tuổi Ngọ, tuổi Dần, xem sông nhà có tốt hay không trong năm 2024, đúng không? Để trả lời rõ hơn câu hỏi về hai tuổi này, 2010 là canh Dần và 2014 là tuổi Giáp Ngọ. Đó. Thì quý vị đã biết ấy, những người tuổi Ngọ, những người tuổi Ngọ là đứng thứ 7 đúng không ạ? Tý, Sửu, Dần, Mão, Thìn, Tỵ, Ngọ là đứng vị trí thứ 7 trong 12 con giáp. Theo cái đặc tính tự nhiên ấy, thì ngựa là con vật yêu thích cái cuộc sống tự do, hoang dã. Vì thế, dân gian chiêm nghiệm và cho rằng những người tuổi Ngọ ấy sẽ mang cái tính cách năng động, nhiệt tình, thích những cái nơi đông người và đam mê khám phá những cái điều mới mẻ. Trong công việc thì những người tuổi Ngọ thể hiện cái sự đa tài, biết làm ra tiền, thích đi đây đi đó. Họ thích những cái công việc năng động, ít bị bó buộc bản thân trong những cái quy tắc cứng nhắc. Họ có thể là đảm nhận được nhiều cái công việc cùng một lúc, nhiều vị trí khác nhau và cũng đạt được cái hiệu suất lao động rất là cao. Những người tuổi Ngọ thật là những người thích độc lập, tự chủ. Nên là gì? Họ cũng dũng cảm đương đầu với những cái thử thách để đạt được những cái thành công như mình mong muốn. Và họ là những người rất nhạy bén để biết được điều gì là cần phải làm ngay trước mắt. Một cái điểm nổi bật của những người tuổi Ngọ đó là gì? Họ giỏi giao tiếp, cái óc thẩm mỹ của họ cao. Nếu mà các bạn mà làm việc với những người tuổi Ngọ mà cứ làm cầu thả ấy, thì chắc chắn là sẽ bị họ phê phán, phê bình. Đó. Những người tuổi Ngọ cũng là những người yêu thích cái sự vận động, thể dục thể thao, nâng cao cái sức khỏe của bản thân. Người tuổi Ngọ thường được nhiều người quý mến và kính trọng. Tuy có nhiều cái ưu điểm trong cái tính cách, nhưng mà những người tuổi Ngọ ấy cũng không thể tránh khỏi một số cái nhược điểm. Điển hình là trong số họ ấy, thì những người tuổi Ngọ dễ thay đổi, hào hứng một cách nhất thời, dễ theo đuổi những cái niềm vui xa vời mà bỏ lỡ đi cái cơ hội, cái vận may nó đến với mình. Còn về trong công việc ấy, thì những người tuổi Ngọ nói chung ấy, đôi khi họ thiếu cái sự kiên nhẫn, với cái tính nóng nảy, ít chịu lắng nghe những người khác, nên là khó có thể là hòa đồng vào được với cái tập thể. Từ đó sẽ không đạt được cái hiệu quả của cái việc là gì? Làm việc nhóm. Bên cạnh đó thì trong cái chuyện tình cảm, mặc dù tính cách thật thà, thẳng thắn,
được cho là cái ưu điểm của những người tuổi Ngọ, nhưng cũng chính cái sự thẳng thắn có thể làm tổn thương đến những người khác. Thưa quý vị, so với năm 2023 thì cái vận trình của những người tuổi Ngọ bước sang năm 2024 cũng có cái nhiều cái chuyển biến tích cực hơn, đúng không? 2023 bị phạm vào cục diện là Ngọ và Mão là phá, lâm vào cục diện là phá thái tuế thì nó chắc trở trăm bề rồi. Nhưng mà bước sang năm 2024, cái vận khí của những người tuổi Ngọ thì nó tốt hơn. Những người tuổi Ngọ chỉ cần gì chăm chỉ thì sẽ được đền đáp một cách xứng đáng. Dù vẫn có kẻ tiểu nhân rình rập, nhưng mà đó không phải là cái mối lo quá lớn. Và trong năm 2024 ấy, thì những người tuổi Ngọ có những cái bước đột phá từ công danh, sự nghiệp, tài lộc, gia đạo và sức khỏe. Đó. Cụ thể như sau. Thì đầu tiên về công danh sự nghiệp ấy, thì có khởi sắc hơn hẳn so với cái năm 2023, năm Quý Mão. Chỉ cần các bạn giữ được cái đầu óc tỉnh táo, mọi sự sẽ giải quyết một cách hanh thông. Thậm chí còn đưa ra được nhiều cái sáng kiến hữu ích cho cái tập thể. Và trong năm ấy có dấu hiệu được thăng chức tăng lương. Cái chuyện thi cử thì cũng có cái dấu hiệu phát triển tích cực. Nếu như mà các bạn gì tự tin phát huy được cái ưu điểm của mình. Tuy nhiên nếu lơ là mọi việc ấy, thì kẻ tiểu nhân có thể sẽ thừa cái cơ để gây ra rắc rối cho các bạn. Đó. Vì thế để hóa giải cái hạn tiểu nhân ấy, thì những người tuổi Ngọ hãy luôn nhớ nhé, mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân dần Ngọ Tuất để trợ mệnh hộ thân. Khi mang theo vòng tam hợp quý nhân bên cạnh sẽ được quý nhân tương trợ giúp đỡ, giúp hòa hợp các mối quan hệ trong cuộc sống, hóa giải những xung sắc, những thị phi, những hạn tiểu nhân hãm hại. Từ đó sẽ giúp cho công việc được hanh thông thuận lợi, tiền bạc, tài lộc cũng sẽ ùn kéo đến. Đó. Vòng đã được các thầy khai quang, chỉ chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ. Vậy nên quý vị hoàn toàn yên tâm khi sử dụng. Quý vị hãy liên hệ trực tiếp với số hotline 0989 34 9119 hoặc là số Zalo cũng là số này để thỉnh cái vòng tam hợp quý nhân mang lại may mắn tài lộc trọn đời cho những người tuổi Ngọ. Thưa quý vị, bên cạnh đó, về vận trình tiền bạc của những người tuổi Ngọ thì cũng không có biến động thu chi nào quá lớn. Thu nhập có được chủ yếu từ cái công việc chính mà các bạn đang đảm nhiệm hoặc là gì? Những cái công việc kinh doanh cá nhân có được một lượng khách hàng ổn định. Cạnh tranh vẫn diễn ra, nhưng nếu mà các bạn giữ vững được cái định hướng của mình ấy, thì ắt sẽ có cách để vượt qua. Năm nay cũng là cái thời điểm thích hợp để bản mệnh tích lũy những kiến thức, mở rộng cái quy mô về kinh doanh, về đầu tư v.v. Đó. Về tình duyên gia đạo thì đây là một cái năm nhân duyên nó khá là vượng. Dù những người còn độc thân hay là những người đã có đôi có cặp ấy, thì cái chuyện tình cảm nó diễn ra cũng khá là êm đềm. Vậy nên những người tuổi Ngọ ấy, hãy tự tin và mạnh dạn thể hiện cái cảm xúc của mình với người mình yêu mến. Các bạn sẽ được đền đáp bằng một cái tình cảm tương tự. Trong năm nay thì cũng chẳng cần làm điều gì đa to bố lớn, chỉ cần gì các bạn chân thành là hạnh phúc cũng sẽ đến. Sức khỏe trong năm của những người tuổi Ngọ nói chung ấy cũng cần phải chú ý khi mà đi di chuyển đường xa hoặc là với cái chuyện là lao động chân tay ấy, nếu không ấy, cũng rất dễ vướng vào cái sự cố đáng tiếc. Cái hung tinh nó xuất hiện, nó cảnh báo những người tuổi Ngọ ấy có thể xảy ra nhiều cái chuyện buồn. Đấy. Vậy nên quý vị hãy quan tâm hơn đến những người thân của mình và chú ý khám chữa bệnh nếu mà cơ thể có những cái dấu hiệu bất thường. Đó. Vậy thì trong những người tuổi ngọ thì tuổi nào có cái vận trình tốt nhất để chúng ta chọn làm tuổi sông nhà, đúng không ạ? Thì đầu tiên chúng ta xét về những người tuổi Giáp Ngọ sinh năm 1954. Đấy, 1954 nhé. 1954. Với những người tuổi Giáp Ngọ 1954 ấy, thì trong năm 2024 cái vận trình nó khá là bình ổn khi mà bản mệnh không gặp phải nhiều cái biến cố. Gia chủ có thể là gì khá an nhàn và thoải mái tận hưởng cái công sức lao động của mình trong suốt thời gian còn trẻ tuổi. Trong năm nay thì gia chủ hạn chế lo lắng cái chuyện bao đồng, kéo dễ vướng vào cái chuyện thị phi. Hãy sống chan hòa với mọi người xung quanh, như vậy thì ắt sẽ được mọi người yêu mến và kính trọng. Trong gia đình, quý vị hãy quan tâm nhiều hơn đến bạn đời của mình, đến mọi người xung quanh. Khi mà nóng nảy ấy, thì cũng đừng nói lời quá thiếu suy nghĩ, khiến cho bạn đời, khiến cho con cái nó phải buồn lòng, phải tổn thương. Đấy. Quý vị hãy trân trọng những người đã đi cùng mình trong suốt thời gian vừa qua. Thì quý vị sẽ thấy là gì? Các bác sẽ thấy là
mình là người cực kỳ hạnh phúc rồi. Thì ngoài ra ấy, gia chủ cũng nên tránh làm việc lao lực. Đây là cái thời điểm này ấy, quý vị cũng cần phải nghỉ ngơi nhiều hơn. Đấy, sau bao năm lao động vất vả thì đây là một cái thời điểm để cho gia chủ có thể là gì? Tĩnh tâm tĩnh dưỡng lại. Đấy. Nếu cơ thể có dấu hiệu bất thường thì cũng nên đi khám chữa ngay, không nên để lâu dài khiến cho bệnh tình nó thêm phần nghiêm trọng. Đó. Đó là những người tuổi 1954 là Giáp Ngọ. Thứ hai là tuổi 1966 là tuổi Bính Ngọ nhé. 1966 là tuổi Bính Ngọ. Thì với những người tuổi Bính Ngọ sinh năm 1966 ấy, thì cũng sẽ phải đối diện với đôi chút khó khăn trong cái năm 2024. Nhưng mà ấy, bằng vào cái bản lĩnh và cái sự bình tĩnh sẵn có thì các bạn có thể nhẹ nhàng vượt qua được cái vận hạn đó. Với những người vẫn đang còn đang công tác thì bản mệnh cần phải nghiêm túc hơn trong cái công việc, tránh lơ là tạo cái điều kiện cho kẻ tiểu nhân hãm hại, hoặc là gì? Tìm cách gây ảnh hưởng đến cái uy tín của các bạn. Đặc biệt là những người làm lãnh đạo ấy, thì cần phải tỉnh táo khi mà đưa ra những cái quyết định, chớ tin theo những cái lời của kẻ nịnh nọt ở bên ngoài. Cái phương diện tài chính thì chưa có những bước phát triển đột phá nào trong năm nay. Nhìn chung ấy thì gia chủ vẫn có đồng ra đồng vào. Con giáp này có thể là thử sức với những cái lĩnh vực mới, song cũng không nên tin tưởng vào những cái cơ hội phát tài từ trên trời rơi xuống. Muốn giàu có thì gia chủ cần phải cố gắng bằng chính cái sức lực của mình. Trong gia đình thì nhìn chung ấy cũng yên ấm, dù những cái mâu thuẫn ý kiến là cái điều khó tránh khỏi, song mọi người đều cố gắng thấu hiểu. Bản mệnh nên tin tưởng vào con cái của mình nhiều hơn, không nên can thiệp quá sâu vào cái vấn đề hay là gì quyết định từ con cái đó. Chúng ta chỉ đưa ra cái định hướng để cho họ tham khảo thôi nhé. Tiếp theo, tuổi thứ 3 chúng ta xét đến là những người tuổi 1978 thôi. 1978 là tuổi Mậu Ngọ. Kính thưa quý vị, những người sinh năm 1978 ấy, thì trong năm 2024 nhìn chung là một năm khá suôn sẻ với những người tuổi Mậu Ngọ. Gia chủ sẽ giữ được cái đầu óc tỉnh táo nên thường đưa ra những cái quyết định đúng đắn, tránh được nhiều cái nguy cơ gây ra chuyện hao tài tốn của. Những người làm ăn kinh doanh ấy, thì có thể gì xem xét và mở rộng cái việc đầu tư làm ăn trong năm ấy, thì cũng được phất lên. Tuy nhiên mọi việc vẫn cần phải gì tiến hành một cách từ từ, nghe ngóng tình hình kỹ càng trước khi mà thực hiện. Nếu không ấy thì rất dễ lầm tưởng về cái tình hình thực tế và đưa ra những quyết định sai lầm. Trong chuyện tình cảm, trong chuyện gia đình ấy, thì vợ chồng gia chủ đã biết hạ cái tôi của mình xuống, nên là cái số lần tranh cãi, mâu thuẫn nó cũng sẽ giảm hẳn. Gia chủ biết quý trọng những cái gì mà mình đang có, nên là dù có bận rộn cũng luôn dành thời gian cho các thành viên trong gia đình, lắng nghe những cái lời tâm sự của mọi người, của vợ, của con cái, của chồng, vân vân. Đó. Đó là những người tuổi Mậu Ngọ 1978. Tiếp theo, tuổi 1990 là tuổi Canh Ngọ. Thưa quý vị, nói chung ấy, trong năm 2024 thì những người tuổi Canh Ngọ sinh năm 1990 ấy, bước sang một cái năm mới, vận trình của những người tuổi Canh Ngọ có nhiều cái cải thiện đáng kể. Nhờ các mối nhân duyên tốt đẹp mà các bạn làm việc gì thì cũng được thuận lợi hơn. Thậm chí là các bạn quen biết được quý nhân và cũng được đối phương giới thiệu cho những cơ hội hiếm có. Cái chuyện làm ăn sẽ có nhiều cái khởi sắc nếu như mà các bạn chịu dấn thân vào những cái điều mới mẻ ấy. Tất nhiên, quá trình khởi đầu thì khó tránh khỏi những cái khó khăn, những cái va vấp. Nhưng ấy, nếu mà quý vị điều chỉnh đấy, thì sẽ gì? Chính cái điều đó nó cũng sẽ giúp các bạn trở nên tài giỏi, bản lĩnh hơn. Mọi cái công lao mà các bạn bỏ ra rồi cũng sẽ được đền đáp một cách xứng đáng vào cái thời điểm cuối năm. Trong năm thì những người tuổi Canh Ngọ ấy cũng khó tránh khỏi những cái căng thẳng, những cái áp lực. Vậy nên khuyên các bạn nên trò chuyện với nửa kia để được nhẹ nhõm hơn, chứ đừng có giấu mọi thứ ở trong lòng. Vợ chồng thì cùng trải qua cái sóng gió thì cái tình cảm nó sẽ càng ngày càng khăng khít và mặn nồng hơn. Đó. Đó. Vị trí là gì? Trong từng này con ngọ thì có 78 này và 90 là tốt nhất, đúng không ạ? Tiếp theo chúng ta cùng xét đến tuổi 2002 là Nhâm Ngọ. Hoặc là 1942 nhé.
Đây 1954 hoặc là 2004 này, hoặc là 2014. 14. Tiếp theo là chúng ta xét đến tuổi gì? 2002 là tuổi Nhâm Ngọ. À, thưa quý vị, những người tuổi Nhâm Ngọ thì mới bước chân ra ngoài xã hội nên là sẽ khó tránh khỏi được những cái bỡ ngỡ, những cái va vấp ở cái thời điểm đầu đời. À, nhưng mà các bạn đừng lấy đó làm cái bi quan. Những cái khó khăn mà các bạn gặp phải ở cái thời điểm hiện tại ấy sẽ giúp các bạn trở nên bản lĩnh hơn, dày dặn kinh nghiệm hơn ở trong tương lai. Nếu mà tham gia thi cử tuyển dụng trong năm nay ấy, thì quý vị hãy tự tin thể hiện cái vốn kiến thức của mình. Các bạn sẽ có thể là gây được ấn tượng với nhà tuyển dụng. À, khi mà phải hòa nhập với cái môi trường mới ấy, thì các bạn luôn lễ phép, khiêm tốn. Như vậy sẽ được mọi người yêu mến và chỉ dạy cho những cái điều bổ ích. À, trên phương diện tình cảm thì cũng khá là bình yên. Nói chung ấy, việc các bạn thành đôi với ai đó hay không ấy, hoàn toàn là phụ thuộc vào cách ứng xử và cái lựa chọn của những người tuổi Nhâm Ngọ. Nếu mà mở lòng, nhiệt tình trò chuyện với những người khác thì sẽ được nhiều người yêu mến. Nếu mà tỏ ra lạnh lùng, thờ ơ thì nói chung ấy, những người chân thành với các bạn đến mấy cũng sẽ dần dần rời xa. Đó là 5 người tuổi Ngọ. Vậy thì những người tuổi Ngọ này thì tốt với những tuổi nào? Đúng, những người tuổi Ngọ tốt với những tuổi nào? Thì những người tuổi Ngọ ấy, xông nhà hợp với những người tuổi sau đây. Thứ nhất là với những người tuổi chúng ta có Dần, Ngọ, Tuất là tam hợp đúng không? Thì những người tuổi Tuất và những người tuổi Dần có thể chọn được những người tuổi Ngọ nhé. Tuất, Dần. Đó. Tiếp theo với tuổi Tuất như là tuổi gì? 1994 là Tuất này, 1976 Bính Tuất, 1958 Mậu Tuất, 1970 Canh Tuất và 1982 là Nhâm Tuất. Đó. Thì tất cả những người tuổi Tuất thì chúng ta cũng chọn được những người tuổi Ngọ nhé. Đấy, thì sẽ được hanh thông và thuận lợi. Tiếp theo là những người tuổi Dần cũng vậy. Tuổi Dần thì chúng ta sẽ có 5 tuổi đúng không? Có 6 tuổi. Giáp Dần, Bính Dần, Giáp Dần 1974, Bính Dần 1986, Mậu Dần 1998, Canh Dần là 2010 hay là gì? 1950 và Nhâm Dần là 1962. Thì chúng ta cũng thể chọn được những người tuổi Ngọ này. Đó. Tiếp theo là những người tuổi Mùi nhé. Những người tuổi Mùi thì được cục diện là Ngọ Mùi là nhị hợp. Vậy nên là gì? Chọn những người tuổi Ngọ thì cũng rất là ok. Những người tuổi Mùi thì sẽ có 5 tuổi đúng không ạ? Ất Mùi 1955, Đinh Mùi 1967, Kỷ Mùi 1979, Tân Mùi 1991 và Quý Mùi là 1943 hay là 2003. Đó. Đó là tuổi Mùi. Thì ngoài ra ấy, quý vị nên lưu ý nhé. Những người tuổi Tý nhá, những người tuổi Tý thì đặc biệt không nên chọn tuổi Ngọ. Tuyệt đối cấm. Tuyệt đối cấm không chọn. Đó. Do là gì? Nó bị xung, tương xung nên chúng ta không chọn nhé. À, tiếp theo là những người, đây là chúng ta xếp về địa chi đúng không ạ? Đây là tuổi đẹp nhất. Còn xếp về thiên can thì chúng ta sẽ có những tuổi sau này. Thứ nhất là chúng ta có tuổi Đinh và tuổi Kỷ. Đinh, Kỷ. Đinh thì chúng ta có những tuổi nào đúng không ạ? Chúng ta có Đinh Sửu 1997 này, Đinh Mão 1987 này, Đinh Tị 1977, Đinh Mùi 1967, Đinh Dậu 1957 và Đinh Hợi 1947 hay là 2007 thì đều có thể chọn được tuổi này. Tức là những người có đuôi năm sinh là số 7 nhé. Tiếp đến là những người có thiên can Kỷ, tức là những người có đuôi năm sinh là số 9. Số 9 thì bao gồm tuổi sau này: Kỷ Sửu 1949, đúng không? Kỷ Mão 1999, Kỷ Tỵ 1989, Kỷ Mùi 1979, Kỷ Dậu 1969 và Kỷ Hợi là 1959. Như vậy là gì? Bác Dũng ấy, bác có hỏi là 1959 có chọn tuổi Ngọ không? Có chọn được 2010 không? Thì là chọn được nhá. Được nhá. Vì sao? 1959 Kỷ Hợi là ngũ hành là Bình Địa Mộc đúng không ạ? 2010 là canh 2014, 2014 là Giáp Ngọ. À, Mộc khắc Kim thì cũng không nên. Nói chung là chọn được, nhưng mà thì chúng ta còn nhiều sự lựa chọn tốt hơn. Thì bác có thể chọn những đứa tuổi Canh Dần này, nó là Mộc, nó sẽ tốt hơn nhé. Đó. Tiếp đến là chúng ta xét đến những người đó, ngoài những người này ra ấy, thì chúng ta có những người có thiên can là Tân. Tân. Tân thì lấy lộc tại Dậu, lấy Ngọ Dần là Quý Nhân đúng không ạ? Thì những người thiên can Tân, tức là những người có đuôi năm sinh là số 1. Đấy. Thì những người có thiên can Tân bao gồm sao, những tuổi sau này: 1961 Tân Sửu này, 1951 là Tân Mão, 2001 là Tân Tỵ hoặc là 1941 ấy, là Tân Tỵ, 1991 là Tân Mùi,
1981 là Tân Dậu và 1981 Tân Dậu, 1971 là Tân Hợi. Đó, đó là những cái tuổi mà chọn tốt, những chọn được những người tuổi Ngọ trong nhà nhé, chọn được những người tuổi Ngọ trong nhà nhé. Thì quý vị cứ áp dụng đúng cái công thức này thì chúng ta sẽ tìm ra được những cái tuổi tốt lành nhất. À, thưa quý vị, như vậy là gì? Chúng ta sẽ xét, vừa xét xong cái những người đầu tiên là những người tuổi Ngọ đúng không ạ? Tiếp theo chúng ta xét đến tuổi thứ hai, đó là tuổi Dần. Tuổi Dần thì xông nhà trong năm 2024 là Giáp Thìn có tốt không? Đó. À, thưa quý vị, đầu tiên chúng ta cùng xét qua về cái tổng quan vận hạn của những người tuổi Dần nhé. À, tuổi Dần tức là gì? Là con hổ đấy. Hay là gì? Nó là vị trí đứng thứ 3 đúng không ạ? 1, 2, 3. Đứng thứ 3 trong 12 con giáp. Những người tuổi Dần luôn có cái ý chí phấn đấu mạnh mẽ. Họ là những người suy nghĩ và hành động tích cực để gặt hái được những cái thành công vẻ vang. Nói chung ấy, họ đặc biệt biết để biến cái thách thức thành cái cơ hội, tạo nên cái sự đột phá. Nói chung ấy, người phương Đông cũng như là các thầy tử vi thì coi con hổ là hiện thân của quyền lực, của sự nhiệt tình và của sức mạnh. Đối với công việc và cuộc sống ấy, thì những người tuổi Dần có tính cách cố chấp. Việc gì làm chưa xong thì không bao giờ chịu bỏ cuộc giữa chừng. Họ ưa thích làm những cái việc lớn. Những người tuổi Dần thì bị cuốn hút bởi những cái thứ quyền lực, địa vị cao sang và quyền quý. Họ sẽ không làm những cái công việc tầm thường, không đem lại cho mình cái tiếng tăm và cái lợi ích. Những người tuổi Dần thì có trí nhớ tốt và tinh thần ham học hỏi. Với con mắt nhìn xa trông rộng thì họ có thể nhìn, nhận, phân tích cái vấn đề đúng đắn, nên là ít khi mắc phải những cái sai lầm. Những người tuổi Dần thì trọng danh dự và chữ tín, nhiệt tình và có hoài bão lớn. Họ là những người thực sự cầu thị và có trách nhiệm với cái công việc và với mọi người, sẵn sàng ra tay để bảo vệ những cái người yếu đuối và khổ cực hơn mình. Cũng giống như con hổ thì họ có ý thức độc lập và mạnh mẽ, không muốn phụ thuộc vào người khác. Đấy. Có đức tính lạc quan, dám nghĩ, dám làm, ham thích cái sự đổi mới và du lịch khám phá. Đó là những người tuổi Dần. Thì đối với vấn đề tình cảm của những người tuổi Dần ấy, thì họ được coi là những người được mọi người kính nể. Còn đối với vấn đề tình cảm thì tuổi Dần được mọi người kính nể. Họ có thể giúp gia đình tránh được nhiều cái vận hạn lớn lao. Bằng cái tính cách mạnh mẽ, sôi nổi, cái thái độ lạc quan thì những người tuổi Dần sẽ khiến cho mọi người không thể nào lạnh nhạt cô đơn với mình được. Trong một cái đám đông ấy thì họ bao giờ cũng trở thành một cái tâm điểm đáng được chú ý. Những người tuổi Dần thì rất khó tin tưởng những người khác. Nhưng mà một khi họ đã tin ai rồi ấy, là gì? Là một người thành thật, một lòng một dạ, giàu tình cảm và khẳng khái. Bên cạnh đó, đôi khi ấy, những người tuổi Dần cũng khá là hài hước nữa. Tuổi Dần có vẻ bề ngoài mạnh mẽ, cứng cáp, nhưng sâu trong nội tâm họ lại là những người sống giàu tình cảm, không bao giờ lừa dối hay là lợi dụng ai. Họ có khuynh hướng đề cao bản thân, nên là tự quyết định cái hôn nhân của mình mà ít khi chịu lắng nghe những lời người khác. Cuộc sống hôn nhân cũng chỉ hạnh phúc khi mà hai người biết nhìn nhường nhịn, nhẫn nhịn và gì có tinh thần xây dựng trên cái tình yêu mà thôi. Bên cạnh những cái đức tính tốt đẹp thì đôi khi những người tuổi Dần cũng có một vài cái nhược điểm mà đáng phải chê trách. Đấy, họ rất là hào phóng nhưng đôi khi chi tiêu lại một cách hoang phí, dẫn đến cái chuyện là túng thiếu nợ nần. Phải cần đến cái sự giúp đỡ của mọi người thì mới gì mới có thể là ổn thỏa được. À, những người tuổi Dần ấy, đôi khi họ phải mất cả đời để học cách kiềm chế cái bản thân. Họ dễ xúc động, cũng dễ nổi giận vì những cái nguyên nhân nào đó. Thậm chí đôi khi bị cái tình trạng là giận quá mà mất khôn, gây ra cái hậu quả nặng nề. Đối với những người tuổi Dần ấy, thì trong năm 2024, năm Giáp Thìn có thể nói là một cái năm khá nhiều cái thách thức và cả những cái cơ hội. À, nhìn chung ấy, cái vận trình trong năm thì có thăng trầm, ngũ hành lưu niên và bản mệnh ấy vẫn được tương sinh, nhưng vẫn có hung tinh nó tác động đến. À, các bạn sẽ cần phải chuẩn bị cái tinh thần để đối phó với những cái thay đổi này. Đôi khi bản mệnh có thể sẽ nghi ngờ chính bản thân mình. Nếu không kịp giải tỏa thì sẽ rất dễ
lâm vào cái tình trạng là khủng hoảng. Năm 2024 ấy, thì các bạn được nhắc nhở là nên kiềm chế cái tính nóng nảy của mình, đặc biệt là ở nơi công cộng. Không được quá bốc đồng hay là gì can thiệp vào những cái chuyện không liên quan tới mình, nếu không ấy, có thể dẫn đến cái tai họa. Vì thế trong năm 2024 những người tuổi Dần vẫn còn có khá nhiều cái biến động. Và bây giờ chúng ta cùng xét về cái vận trình tổng quan, xem là những người tuổi Dần nó có thể chọn làm tuổi sông nhà được không. Thưa quý vị, đầu tiên là công việc của những người tuổi Dần ấy, thì cơ hội phát triển vẫn sẽ đến với bản mệnh trong cái năm 2024. Những cái thay đổi hay là những cái bước ngoặt cũng hoàn toàn có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Đôi khi ấy, còn khiến cho các bạn bị choáng ngợp. Các mối quan hệ tốt nhất thì nên là dĩ hòa vi quý, tránh xa những cái tranh chấp, những cái xung đột với đối tác, với đồng nghiệp. Năm nay thì các bạn có thể gì cân nhắc chuyển đổi cái lĩnh vực hoặc là chuyển đổi cái công việc. Tuy nhiên, vẫn nên có một cái sự chuẩn bị kỹ lưỡng. Đừng có quá nóng nảy, bốc đồng mà phải suy nghĩ thực tế để phát triển tốt cái sự nghiệp của mình. Vận trình tài lộc của những người tuổi Dần trong năm 2024 vẫn còn một vài cái hung tinh, nó gây nên không ít cái xáo trộn cho cái tài vận của những người tuổi Dần trong năm nay. Tài lộc năm nay thì có thể nói là gì, lên xuống một cách thất thường. Tính chất biến động nó rất mạnh mẽ về cái mặt quản lý tài chính. Các bạn cần phải gì thận trọng, kẻo lại dẫn đến tình trạng là phá tài, thất thoát về tài lộc. Đối với việc đầu tư và kinh doanh thì bản mệnh cũng phải có những cái tính toán cẩn thận hơn để tránh cái việc là gì vung tiền một cách vô ích. Bên cạnh đó thì tình cảm của những người tuổi Dần dần thì cũng được dự đoán là sẽ có nhiều cái biến động. Bản mệnh gì trở nên nhạy cảm hơn, thiếu cảm giác an toàn. Điều này nó sẽ khiến cho các bạn lo lắng về những cái được và cái mất trong các mối quan hệ. Và các bạn có thể gì đánh mất đi cái tình yêu đích thực của mình nếu mà không hành xử đúng cách. Các bạn nên chú ý không mang những cái cảm xúc tiêu cực về nhà để không làm ảnh hưởng đến cái mối quan hệ hôn nhân, cũng như là không ảnh hưởng đến mọi người, những người thân trong gia đình. Còn về mặt sức khỏe thì những người tuổi Dần cần phải chú ý hơn đến cái sức khỏe thể chất, duy trì cái thói quen sinh hoạt tốt, đặc biệt thì tránh chuyện mệt mỏi, căng thẳng quá mức, duy trì cái lối sống lành mạnh để đẩy lùi những cái bệnh tật. Năm 2024 ấy, có nhiều cái hung tinh nó chiếu mệnh, có thể gây ra một vài cái thương tật, một vài cái tai nạn, hoặc là gì nguy hiểm đến cái tính mạng. Vậy nên các bạn cần phải hết sức lưu tâm. Và để chọn xem tuổi Dần nào là tuổi sông nhà tốt nhất và ai sẽ là những người hợp để chọn, và những người tuổi Dần sẽ hợp để sông nhà cho những tuổi nào, thì chúng ta cùng xét ngay sau đây. Đầu tiên chúng ta cùng xét đến những người sinh năm 1962, 1962. 1962 là tuổi Nhâm Dần nhé. Kính thưa quý vị, thì bước sang năm 2024, những người tuổi Nhâm Dần sinh năm 1962 ấy, có nhiều cái cảm xúc tiêu cực, thường xuyên nổi nóng, đôi khi ấy, là những cái chuyện nhỏ nhặt, không đáng có. Nhưng mà bản mệnh cũng gì có những cách ứng xử cực đoan, dễ dẫn đến cái chuyện tranh cãi hoặc là gì sứt mẻ cái tình cảm. Điều này không chỉ làm xấu đi các mối quan hệ mà nó còn ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe của mệnh chủ. Ở cái độ tuổi hơn 60 hiện tại ấy, thì gia chủ nên suy nghĩ thoáng hơn một chút, tích cực hơn một chút, giữ cái thái độ lạc quan để cuộc sống nó được nhẹ nhàng hơn. Và cả những người xung quanh ấy cũng sẽ cảm thấy thoải mái hơn, đúng không ạ? Khi mà gặp chuyện không như ý thì quý vị cũng đừng vội nản. Đấy, đừng vội phản ứng một cách gay gắt hay là tiêu cực. Điều gì có thể cho qua thì hãy cho qua để cho được nhẹ xác. Tuổi này bây giờ không còn phải đắn đo gì nhiều nữa. Bên cạnh đó thì trong năm sức khỏe của những người tuổi Nhâm Dần 1962 ấy, thì cũng không có vấn đề gì là nghiêm trọng. Cũng không có quá nhiều cái bệnh tật nó quấy rầy. Chỉ cần gia chủ chú ý hơn đến cái việc chăm sóc sức khỏe, chăm sóc khí quản và hệ hô hấp, ăn nhạt và ít dầu mỡ, thực hiện một cách chế độ ăn uống lành mạnh và tích cực luyện tập thể dục thể thao ấy, thì cũng sẽ có được một cái sức khỏe dồi dào trong năm nay. Đó. Như vậy là gì? Với những người tuổi Nhâm Dần sinh năm 1962 ấy, thì lãi mỗi sức khỏe, đúng không ạ? Đó. Tiếp theo tuổi thứ hai chúng ta xét đó là gì? Nhâm.
Từ Giáp Dần là 1974. Xem tuổi 1974 nhá. Trong năm 2024 năm Giáp Thìn ấy, thì những người 1974 năm Giáp Dần, tình hình kinh tế của những người tuổi Giáp Dần ấy, nói chung là không được khả quan cho lắm. Vì có quá nhiều cái khoản mà quý vị cần phải dùng, dù các bạn gì có muốn hay là không thì cũng đều phải trả. Về gia đạo thì cái mối quan hệ giữa các thành viên nó có nhiều cái khúc mắc, xảy ra nhiều cái mâu thuẫn vì cái vấn đề nó phát sinh về quyền lợi. Những người thân mà cãi vã hoặc là có thể là trực tiếp xảy ra cái chuyện kiện cáo. Những chuyện này sẽ khiến cho bản mệnh cảm thấy là rất cáu kỉnh và muộn phiền. Về mặt sức khỏe ấy, thì gia chủ cũng cần phải chú ý đến cái chế độ ăn uống. Ít ăn thịt để không làm tăng cái lượng cholesterol hoặc là gì cao huyết áp hoặc là tăng đường huyết. Đồng thời quý vị cũng đừng đặt quá nhiều cái áp lực cho bản thân. Nếu mà gia chủ có sức khỏe tốt và tâm trạng vui vẻ ấy, thì mọi chuyện nó sẽ tiến triển một cách là bình ổn hơn. Đó. Đó là những người tuổi Giáp Dần 1974. Tiếp theo chúng ta xếp tuổi thứ 3 là Bính Dần là 1986. Thưa quý vị, với những người tuổi Bính Dần 1986 thì vận khí của họ trong năm 2024 ấy, tương đối là ổn định. Năm nay thì bản mệnh tập trung phần lớn vào cái thời gian và cái sức lực cho sự nghiệp cá nhân. Tuy nhiên, cái tính chất công việc cứ lặp đi lặp lại từ ngày này sang ngày khác ấy, có thể gây ra cái cảm giác nhàm chán. Những người tuổi Bính Dần sinh năm 1986 tuy có hoài bão và có tham vọng lớn, nhưng mà tình hình chung ấy, trong năm nay vẫn không mấy ủng hộ. Cơ hội thuận lợi cũng không có nhiều, nên là tốt nhất các bạn nên làm tốt cái công việc hiện tại của mình thay vì nghĩ đến cái việc thay đổi. Đừng có nghỉ việc một cách vội vàng, càng không nên có ý tưởng là nghỉ việc để khởi nghiệp. Đây là những cái nước đi hết sức mạo hiểm trong năm nay. Thì ngoài ra ấy, gia chủ cũng nên chú ý đến sức khỏe, xây dựng cái chế độ ăn uống một cách điều độ, không nên ăn quá nhiều cái đồ dầu mỡ, đồ lạnh, nếu không ấy, có thể mắc những cái chứng bệnh về đường huyết, về tiêu hóa. Đó là những người tuổi Bính Dần 1986 là con giáp thứ 3. Như vậy con giáp Bính Dần là một con giáp cũng gì khá là may mắn khi mà được chọn là tuổi sông nhà. Tiếp theo chúng ta sẽ xét tuổi Mậu Dần 1998 là Mậu Dần. Thưa quý vị, bước sang năm 2024 thì những người tuổi Mậu Dần sinh năm 1998 có cái điểm sáng về tình duyên, tốt cho những ai còn độc thân. Tuy nhiên, với những người đã có đôi có cặp thì đào hoa vượng nó khiến cho các bạn có khả năng sẽ vướng vào cái mối quan hệ tình cảm rối ren. Cái điều này nó sẽ khiến cho cái danh tiếng của các bạn bị tổn hại, thậm chí có thể bị những người xung quanh gièm pha, điều tiếng, thị phi. Và nghiêm trọng hơn ấy, lại ảnh hưởng xấu đến công việc. Đặc biệt, những người mà làm công chức hay là những nghề nghiệp đặc thù ấy, nếu làm những cái việc trái pháp luật, sa đọa về mặt đạo đức thì chắc chắn sẽ gây ra hàng loạt những cái ảnh hưởng hoặc là gì, những cái hậu quả tiêu cực. Bên cạnh đó, về mặt tài lộc của những người tuổi Mậu Dần, nếu mà năm 2024 ấy, mà quý vị tiêu quá nhiều so với kế hoạch thì thẻ tín dụng hoặc là cái số tiền trong tài khoản của các bạn ấy có thể bị gì sạch hình xanh và sẽ gây ra rất nhiều cái áp lực để gì về kinh tế về sau. Vậy nên quý vị hãy cố gắng chi tiêu một cách có chừng mực, đừng nghĩ đến chuyện gì hưởng thụ nhiều trong thời gian này. Tiếp theo chúng ta xét đến những người tuổi Canh Dần. Đúng không? Canh Dần là 1940. Canh Dần 2010 nhé. 2010. Các cháu thì năm nay là đi mười mấy tuổi rồi đúng không ạ? Trong cái năm 2024 thì nhìn chung cuộc sống của những người tuổi Canh Dần không có quá nhiều xáo trộn hay là biến động so với cái thời gian trước đó. Bản mệnh vẫn có ý thức học tập nghiêm túc, ít khi mà phải để phụ huynh hay là giáo viên phàn nàn. Thì đây cũng là một cái điểm sáng của cái người tuổi Canh Dần 2010. Tuy nhiên, so với các bạn cùng trang lứa ấy, thì bản mệnh Canh Dần có phần là trưởng thành hơn, có thể suy nghĩ trước về cái cuộc sống tương lai, có thể lên những cái kế hoạch cho riêng mình. Một số bạn thì có động lực học tập chăm chỉ hơn những người khác cùng trang lứa,
và dễ đạt được những kết quả xuất sắc trong học tập. Nói chung ý, các bạn nhỏ có thể là gì chia sẻ với cha mẹ hoặc là với những người lớn trong gia đình để được khuyên bảo đúng đắn hơn, được định hướng đúng đắn hơn. Về phía phụ huynh thì dù có đồng ý với những cái ý tưởng tương lai của con cái hay không ấy, thì gia chủ vẫn nên tôn trọng cái việc trẻ đã tin tưởng và tâm sự với mình. Sau đó mới gì có cái sự uốn nắn cần thiết một cách khéo léo, đừng có quá cứng nhắc hay là cấm đoán một cách quá vội vàng ngay từ đầu, kẻo lại gì phản tác dụng. Đó. Như vậy là gì? Với những người tuổi Dần thì chúng ta thấy là cái vận khí tốt nhất có thể là gì? Của hai người là 1986 là Bính Dần và 2010 là Canh Dần. Đó. Vậy thì những người tuổi Dần sẽ phù hợp xông nhà cho những tuổi nào? Đúng không? Tuổi Dần ấy phù hợp người đầu tiên, đó là những người tuổi Ngọ. Đó. Tuổi Tuất. Tuổi Hợi. Đặc biệt là kỵ tuổi Thân nhé. Đấy. Vậy nên là gì? Những người tuổi Dần sẽ xông nhà tốt nhất cho các tuổi Ngọ, tuổi Tuất và tuổi Hợi. Bên cạnh đó thì chúng ta có những người có thiên can giáp thì cũng chọn được thiên can giáp nhé, trừ tuổi Giáp Thân 1944 nhé, còn quý vị chọn được. Đấy, trừ Giáp Thân. Tuổi Giáp thì có những tuổi sau này: Giáp Tý 1984, Giáp Dần 1974, Giáp Thìn 1964, Giáp Ngọ 1954, Giáp Thân 1944. Thì chúng ta không chọn tuổi Giáp Thân nhé, Giáp Thân không chọn tuổi Dần. Đó. Và Giáp Tuất là 1994. Giáp Tuất chọn tuổi Dần rất đẹp, đặc biệt là gì? Là Canh Dần. Đó. À, tiếp theo là gì? Chúng ta có Dần đúng không ạ? Thì có những người có thiên can Tân. Những người có thiên can Tân tức là đuôi năm sinh là số 1 ấy, còn Giáp là đuôi năm sinh là số 4. Đó. Thì Tân đúng không? Lục Tân Tầm Mão Hổ. Những người có thiên can Tân bao gồm tuổi Tân Sửu 1961, Tân Mão 1951, Tân Tỵ 1941, Tân Mùi là 1991, Tân Dậu 1981 và Tân Hợi là 1971. Thì Lục Tân Tầm Mã Hổ, nếu mà những người tuổi Tân ấy mà chọn tuổi Dần xông nhà thì sẽ được quý nhân, đấy, Dần là quý nhân mà, được quý nhân tương trợ giúp đỡ. Còn những người có thiên can là Giáp ấy mà chọn Dần thì là được gì? Được lộc. Được lộc. Vậy nên quý vị hãy chọn cho mình những cái tuổi mà được ngũ hành nó tương sinh, đúng không? Ví dụ nhá, ví dụ tuổi 1959 này là tuổi Kỷ Hợi đúng không? Kỷ Hợi. Ngũ hành là Bình Địa Mộc. Đấy, của bác Đào Tuấn Dũng đúng không ạ? Dũng Tấn Đào hay Đào Tuấn Dũng gì đấy? Đào Tuấn Dung hay Tuấn Dũng gì đấy? Đấy. Thì bác có nói là 1959 đúng không ạ? 1959 vậy chọn hai tuổi này tuổi nào tốt? Chúng ta có 2010 canh Dần là thuộc Mộc. Còn canh Giáp Ngọ thì ngũ hành thuộc Kim. Như vậy hai cháu này thì bác chọn tuổi gì? 2010 thì sẽ gì? Sẽ tốt hơn. Tuy nhiên ấy, thì với những người tuổi Kỷ Hợi ấy, thì nếu mà bác chọn được ấy, thì chọn tuổi Tý này, này. Có tuổi 2000 tuổi Tý thì sẽ xuống nhà cũng sẽ tốt nhé, đặc biệt là tuổi gì Bính Tý 1996 đó thì sẽ được gì, sẽ được tốt hơn đó. À, thưa quý vị, như vậy là Tử Thông đã vừa chia sẻ cùng quý vị về các bạn về hai con giáp xuống nhà tuổi Dần và tuổi Ngọ xuống nhà có tốt không, và hai tuổi này xông nhà hợp với tuổi nào. Đó. Thì đầu tiên chúng ta biết ấy, là những người tuổi Ngọ đúng không? Những người tuổi Ngọ thì xông nhà hợp với những tuổi sau đây. Tuổi Ngọ thì hợp với tuổi Tuất, được cục diện là Dần Ngọ Tuất tam hợp. Hợp với tuổi Dần cũng được tam hợp đúng không ạ? Với tuổi Mùi thì được Ngọ Mùi nhị hợp thì cũng là tốt. Tiếp theo là gì? Với những người có thiên can là Đinh, tức là những người có đuôi năm sinh là số 7. Những người có thiên can Kỷ là những người có đuôi năm sinh là số 9, và những người có thiên can Tân là đuôi năm sinh số 1. Lục Tân Tầm Mão Hổ lên Ngọ Dần là quý nhân. Đó. Tiếp theo là đến những người tuổi Tuất, đến những người tuổi Dần. Những người tuổi Dần này chúng ta có các tuổi là 1950 canh Dần, 1962 nhâm Dần, 1974 giáp Dần, 1986 bính Dần, 1998 mậu Dần và 2010 là tuổi canh Dần. Đó. Thì với những người tuổi Dần xông nhà tốt nhất cho những tuổi sau đây. Thứ nhất là tuổi Ngọ và tuổi Tuất thì được gì? Được tam hợp. Thứ hai là tuổi Hợi thì được gì? Lục hợp. Thứ ba ấy, những người nào có thiên can giáp mà chọn Dần ấy, thì được lộc. Vậy, xông nhà xong cái thì gì? Tự nhiên là có tiền. Được buông tuổi mà, đúng không ạ? Tiếp theo là những người có thiên can Tân thì được quý nhân tương trợ giúp đỡ. Đi đâu cũng gặp được may mắn và thành công. Đó. À, như vậy là Tử Thông đã vừa chia sẻ cùng quý vị và các bạn về hai con giáp xông nhà tốt trong cái năm 2024 là Giáp Thìn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
Quý vị đừng quên đăng ký kênh và nhấn vào chuông thông báo để ủng hộ cho chương trình. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo. Xin cảm ơn.